Chào các bác, hôm nay em đến các bác một sản phẩm là chiếc nồi Panasonic cao tần áp suất điện tử cốc bù ẩm sản xuất 2016. Chiếc nồi này dành cho gia đình từ 3 đến 5 người ăn. Màn hình nét. Chế độ nấu cơm ngon nhất của chiếc nồi này là 54 phút. 54 phút chạy rất êm luôn. Hẹn giờ này, 4 chế độ hẹn giờ. Giữ ấm, mọi chức năng hoạt động rất tốt luôn, mà giòn rất kín luôn. Là chiếc này đã được test áp suất. Test áp suất giòn kín 100% luôn, giòn sánh nét luôn. Lòng giòn rất đẹp luôn. Sò rất đẹp. Dòng sò rất đẹp. Các bác có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 945 737 920. Máy móc rất đẹp luôn. Chiếc này giòn kín 100% luôn, bao xì cho các bác cũng đủ buồn, hình thức rất đẹp luôn, son đẹp, giòn xanh, và chiếc này có giá là 1,8 triệu. Chiếc này sản xuất 2016. Màn hình nét, chế độ nấu cơm ngon nhất của chiếc nồi này 54 phút. 54 phút chạy rất êm luôn, giòn kín 100% luôn.